Sau màn trình diễn của 2024 máy bay không người lái gây ấn tượng mạnh cho người dân trong đêm giao thừa, Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức biểu diễn ánh sáng với hàng trăm drone cùng màn trình diễn thực cảnh tại Hồ Tây vào ngày 9 tháng 3 sắp tới. Đây là điểm nhấn trong chương trình du lịch Hà Nội chào năm 2024 Get On Hà Nội 2024. Màn trình diễn drone bắt đầu từ 21 giờ 30 ngày 9 tháng 3, kéo dài khoảng 15 phút, trình diễn các biểu tượng hoa, hương sắc Tây Hồ hoặc dòng chữ hương sắc Tây Hồ, Get On Hà Nội 2024. Ngày 8 tháng 3, ban tổ chức sẽ tổng duyệt chương trình. Đây là tác phẩm ánh sáng nghệ thuật độc đáo, đưa du khách khám phá những điểm đến du lịch nổi bật, đặc trưng của du lịch Hà Nội năm 2024. Khởi đầu là các điểm đến của Tây Hồ đậm đà đậm sắc và hương. Sự kiện do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ tổ chức vào ngày 9 và ngày 10 tháng 3, mở màn cho hơn 50 chuỗi các hoạt động văn hóa lễ hội du lịch năm 2024 của Hà Nội, bao gồm lễ hội du lịch Hà Nội 2024, lễ hội quà tặng Du lịch Hà Nội 2024, Festival Thu Hà Nội, lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề, lễ hội áo dài Hà Nội 2024, góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế.